Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày hôm nay, nhà cửa sụp đổ do lũ lụt lịch sử, Bắc Kinh phát báo động đỏ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra lời cảnh báo thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về những tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo thời tiết dị thường, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trong tháng này đã khiến hơn nửa triệu người phải di tản, trong khi nắng nóng gay gắt đã làm tắc đường ở các khu vực khác của đất nước. Các nhà chức trách đã đưa ra lời cảnh báo về thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực, trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng những hiện tượng này là bằng chứng rõ ràng hơn về tác động của biến đổi khí hậu. Lũ lụt mùa hè thường xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang, trũng thấp ở phía Nam. Tuy nhiên, năm nay, Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo rằng lũ lụt sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Theo Bộ Tài nguyên, mực nước tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt kỷ lục lịch sử trong tuần này, trong khi các khu vực tỉnh Phúc Kiến lân cận và vùng Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục. Hơn nửa triệu người đã phải sơ tán trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Tại các thành phố Quảng Châu và Thiều Quan ở tỉnh Quảng Đông, lượng mưa lớn đã biến đường thành sông và người dân phải đưa đến nơi an toàn bằng xuồng cứu sinh. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt là hơn 1/4 tỷ đô la. Mặt khác, 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đã cảnh báo hàng triệu cư dân không nên ra ngoài khi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Đài truyền hình nhà nước CCTV tuần này đã công chiếu những con đường xi măng miễn nứt nẻ dưới cái nắng nóng khắc nghiệt ở tỉnh Hà Nam. Trong khi đó, nhu cầu điện tăng lên mức kỷ lục ở một số thành phố ở miền Bắc trong tuần này do người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ để giảm bớt cái nóng. Tại tỉnh Sơn Đông, nơi sinh sống của hơn 100 triệu người, lượng điện sử dụng đạt hơn 95 triệu kW vào thứ Ba, đánh bại mức cao nhất năm 2022 là 92 triệu kW, CCTV cho biết. Nhà hoạch định kinh tế trung ương của Trung Quốc ước tính rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất đi 1-3% GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm ngoái đã gây thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới do lũ lụt gây ra sau châu Âu. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 của công ty tái bảo hiểm Swiftfree cho thấy, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Tư cảnh báo rằng lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau, thịt lợn, chủ yếu là đẩy lạm phát lên cao. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong nước này càng trở nên thường xuyên, nghiêm trọng và lan rộng hơn. Trước đó, Ji Chan, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, sự nóng lên toàn cầu và các sự kiện La Nina đang góp phần gây ra nhiệt độ cao bất thường và mưa cực đoan ở Trung Quốc. Khi bầu khí quyển của trái đất nóng lên, nó giữ nền nhiệt độ ẩm hơn, khiến cho những trận mưa như chút nước trở nên dữ dội. Hiện tượng La Nina đã dẫn đến sự lạnh đi của nhiệt độ bề mặt ở trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, gây ra lũ lụt tàn phá ở Nam Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ và các thành phố bọt biển với vỉa hè dễ thấm nước nhằm hạn chế sự tàn phá trong mùa lũ hàng năm. Scott Moore, một nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, tập trung vào chính sách môi trường của Trung Quốc, cho biết những trận lũ lụt gây thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một hiệu ứng biến đổi khí hậu cổ điển, thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau và vào thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử. Trung Quốc là quốc gia đốt than lớn nhất thế giới và thải ra nhiều khí nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Nó đặt mục tiêu trở thành trung hòa carbon vào năm 2060, nhưng chính quyền địa phương đã đẩy mạnh đầu tư vào cả năng lượng tái tạo và than những tháng gần đây. Bắc Kinh cũng chưa vạch ra chính xác cách thức họ dự định đạt được các mục tiêu phát thải của mình. Các nhà bảo vệ môi trường đã cảnh báo rằng nếu không xác định kích thước của đỉnh hoặc là đạt mức giới hạn tuyệt đối, về cơ bản Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng lượng khí thải cho đến năm 2030.
hàng trăm ngàn người Trung Quốc phải sơ tán do mưa lũ. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tại ít nhất hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng hơn 60 năm qua. Ở khu tự trị Choang, Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weiyu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Gần một nửa triệu người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông, khi khu vực miền Nam nước này hứng đợt mưa lớn nhất trong hơn 60 năm cuối tuần qua. Lũ lụt do mưa lớn gây ra, 487.600 người phải sơ tán, 1.759 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô la Mỹ. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết, Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết, ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên, lượng mưa lớn ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961, với lượng mưa trung bình lên tới 621mm trong 46 ngày, từ ngày đầu tháng trước đến giữa tháng này. Siwoo dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin. Lượng mưa đo được tương đương với 90% tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm 2022. Các chuyên gia thời tiết nói rằng, thời tiết cực đoan đã khiến cho miền Nam Trung Quốc đón nhiều mưa bão, trong khi miền Bắc thì hứng chịu nhiều trận sóng nhiệt hơn. Mưa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng này và xảy ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông nghiệp đông dân dọc Trường Giang và các nhánh của con sông này. Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ ngày càng trở nên tồi tệ. Mưa lũ thường kỳ ở Trung Quốc thường rơi vào tháng này, nghiêm trọng nhất tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc Trường Giang cùng Phụ Lưu. Nhưng vài năm gần đây, mưa lũ càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái ghi nhận lượng mưa kỷ lục 672,1mm, cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu người dân ở Giang Tây đã bị mưa lũ ảnh hưởng từ những ngày cuối tháng trước đến ngày nay. 223.000 hecta đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị phá hoại. Trái ngược với miền Nam, các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Spotcom đặt một xưởng sản xuất đầu vào khoảng 40 độ vào những ngày gần đây, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng sẽ kéo dài, với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng này ở khu vực là hiện tượng hiếm xảy ra. Nắng nóng khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhu cầu điện tối đa ở Hà Nam đã lập mức kỷ lục 65,34 triệu kW vào ngày Chủ nhật vừa qua. Nhu cầu của tỉnh Giang Tô cũng vượt qua mức 1 triệu kW. Thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã chuyển đổi đất nông nghiệp thành thành phố, giúp cho hàng triệu người dân ở các vùng nông thôn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhưng trong quá trình theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế, nước này cũng đã trở thành quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vượt qua mức phát thải của tất cả các quốc gia phát triển cộng lại. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tổng cộng có 101 người còn mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc, làm đổ sập 35 tòa nhà ở một khu công nghiệp thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông 39 tuổi cùng Yang Feng, 23 tuổi, nằm trong số hàng chục người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp Henteyu lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Ba. Theo các nhà chức trách, đến nay có 8 người bị thương trong thảm họa lở đất này.
lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới bùn đất trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Khu vực rộng hơn 110.000 m² chỉ còn là đống đổ nát. Trận lở đất đã dẫn tới một số vụ nổ đường dẫn khí đốt gần đó. Đường vào khá hẹp và dốc khiến các phương tiện rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Chúng tôi phải đi bộ tới đó, một nhân viên cứu hộ cho biết. Ngoài ra, mưa, tầm nhìn ban đêm kém và lượng bùn lớn là những yếu tố cản trở nỗ lực cứu hộ. Trưa hôm thứ Ba, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã kéo đổ 25 tòa nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 16 giờ ngày thứ Tư, số người mất tích trong vụ lở đất đã lên đến 91 người, trong đó có 69 nam và 32 nữ. Chính quyền Trung Quốc đã huy động hơn 1.600 người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ lở đất. Hiện tại, chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ lở đất. Tuy nhiên, trang mạng Vibác của Bộ Tài nguyên Đất của Trung Quốc đánh giá phần đất bị lở và đất bồi lấp nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị di chuyển. Phần đất đất nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu tập kết phù sa, loại đất thải ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng đất loại tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết sau vụ việc, đất lở bao phủ một khu vực lên đến 380.000 m². Theo lời một người dân địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm xe chở đất thải xây dựng đến đổ ở đây. Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở hiện trường cho biết thêm, mỗi một xe đến đổ đất thải bị tính là 260 nhân dân tệ, khoảng 39 đô la Mỹ. Ông Quen Minh, một công nhân đến từ tỉnh Hà Nam cho hay, nhiều người thân của ông đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau vụ lở đất. Cha, mẹ, con trai, con gái, vợ, gia đình chị gái, gia đình chị dâu của tôi đều bị vùi trong đó. Tôi đã gọi hơn 40 cuộc nhưng không ai trong số họ bắt máy. Ông Quen Minh đau đớn chia sẻ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!